Hello, Nguyễn Đức Long xin trân trọng kính chào đại gia đình chúng ta trong bản tin muộn của buổi tối hôm nay Và lời đầu tiên cho Long kính chúc đại gia đình mình một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng Buổi tối hôm nay thì, à, buổi tối muộn thì Long cũng xin chia sẻ với quý vị một cái bản tin cực kỳ nóng hổi Trong cái câu chuyện rama này thì có bao nhiêu nhân vật chính trong cái căn nhà này nhưng mà bây giờ thưa với quý vị Những nhân vật chính này lần lượt bị đổ lỗi cho nhau Nhất là quả đen đã đổ lỗi cho một người À một người Phải nói rằng là một người rể của căn nhà số 7 Để chi để rằng là trút hết trên đầu của anh ta Vì lý do nào thì thưa với quý vị à, ngày xưa đó thì tất nhiên á, là quả đen từng nói rằng nếu như mà ok thì tất nhiên là cái công của cái như là về căn nhà số 7 rất là lớn. À có công rất lớn trong cái vấn đề mà làm thủ tục giấy tờ pháp lý nhà cửa. Nhưng mà hay là những cái giấy tờ pháp lý liên quan. Nhưng mà đến bây giờ thì thưa với quý vị nghe đâu thì đã có những cái điều tiếng không hay không vui không tốt không đẹp và không coi như rằng lành mạnh thì bây giờ quả đen đã đổ lỗi rằng là tất nhiên mọi thứ sẽ trút hết trên đầu của rễ căn nhà số 7 này thưa với quý vị thì bây giờ nó thật với quý vị rằng là nếu như à, cái con quả đen này mình suy si cho cùng là nó quá trời là manh ma và nó quá trời là cái như rằng là là mình phải nói là nó xảo nguyệt à, một khi đó đó nó là người đại diện pháp ngôn thì nó phải hiểu được cái giấy tờ pháp lý hồ sơ pháp lý của bên à người mà mình đã được họ chọn mình là làm đại diện pháp ngôn thì mình phải xem xét hồ sơ mình phải biết cái hồ sơ này mạnh hay yếu à, đủ hay là thiếu đúng pháp luật hay là không chứ tự nhiên bây giờ hồi ấy thì tự nhiên mà nếu như mai mốt á thưa với quý vị cái công lớn nói cho vui vậy thôi long nói cho vui vậy. chứ nếu mà được một cái công lớn là quà đen đang hưởng mà giờ thất bại á là rễ của căn nhà số 7 gánh nha quý vị nha còn quà đen rồi đây sẽ cao chạy xa bay không bao giờ trở lại nha một bước không trở lại nha nó thật với quý vị vậy thành ra là nó thật quý vị bây giờ là nói đến quà đen là cả thế giới là ai cũng ngán ngẩm nhất là những người việt nam à, kiều bào Việt Nam sống à, ở tất cả trên quốc gia trên toàn thế giới này mà biết đến con rama này thì ai cũng cũng vô cùng bức xúc cái con quả đen này à, nó mất dạy và đồng thời nữa là cái con này chính cái con này là nó là người mà đem bao nhiêu cái câu chuyện mà mà mà, mà tệ hại đến cho căn nhà này chứ không nó chả có giúp được một cái gì quý vị không giúp được cái gì luôn À, phải chi nó giúp được cái gì á, thì mình còn nói còn cái này không giúp được gì hoàn toàn không giúp được cái gì hết từ đầu đến đuôi chỉ có xạo xạo thôi xạo sự thì nhiều chứ chả có giúp được cái gì à, để rồi bây giờ hỏi quý vị chứ rồi như thế nào bây giờ sao bây giờ là cuối cùng là, là nhảy về bên úc cái đó là nhảy tt tê tê. rồi bắt đầu tung tăng rồi chụp hình rồi đi sinh nhật sinh nhéo đồ quỷ đó làm giống như mình đi dự cái sinh nhật của nguyên thủ quốc gia không bằng tôi nói thì cái con người này họ không biết họ trơ trẽn vậy đó mà họ không biết đó rồi thêm cái nữa là thưa với quý vị đúng rồi có nhiều người ta nói ta bình luận ta nói rằng là cái con quả đen này được thì ăn cả mà ngã về không là chính xác được ăn cả là sao là được cái rằng là nó được uy tín nè nó được sao được là được luôn cả uy tín nè được cộng đồng mạng thương yêu nè được lấy lại cái uy tín ở từ bên Mã Lai nè rồi được cái rằng là có thể rằng là 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 là, 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 là tiền à, thưởng tiền cho nè rồi được đủ thứ hết đó, được là cái danh là Bồ Tát sống nè được là đại gia tám ngàn tỷ này, à. nhưng mà nếu mà không được cái là à, được ăn cả đó, đó được ăn cả đó. Còn ngã về không là sao? Ngã về không là có nghĩa rằng là chị này đâu có mất đông đông xuống các bạc đâu đâu. À, không mất cái gì hết. À thì bây giờ đó tụi bay thì của tụi bay thì cũng phần của tụi bay. Tụi bay muốn làm gì tụi bay làm, bay gánh gánh bay giữ bay làm gì là làm. Đó quý vị thấy không? Thành ra nó thật với đại gia đình mình cái câu chuyện này á, cái chị này chỉ chơi cái kiểu này, chỉ chơi cái kèo này nó thật quý vị là không ai mà không biết hết trơn á sao không biết được làm sao không biết được cái gì mà không biết nhưng mà chẳng qua người ta không thèm nói và người ta không nói chứ không phải là người ta không biết à, nhưng mà cái cách chơi của những cái của chị này là cái cách chơi mà kiểu như chơi sỏ lá người ta dùng cái từ là chơi sổ lá à, chơi điếm thúi chứ không phải là chơi tốt lành gì à, bởi vậy nó thật quý vị chưa gì hết mà chỉ đổ trên đầu con người ta này đó chưa gì hết đổ đầu con người ta này đó rồi bây giờ lần này thì về úc chưa chắc chi mà có ngày quay trở lại nha nói với quý vị biết như vậy đó bây giờ lần này đi được chưa chưa chắc chi quay trở lại ngán ngẩm dữ lắm rồi bây giờ trông cho thoát ra khỏi việt nam chứ ở đó mà dám quay trở lại à, lần này là chắc lẽ là, là bỏ em ruột luôn rồi bỏ em ruột rồi ha à, bỏ em ruột rồi thành ra là bây giờ là là, là nó thật với quý vị rằng là bây giờ nó lộ ra hết trơn rồi lòi cái 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 mặt chuột rồi, rồi giờ không còn cái gì để nói nữa à, thì chính vì lẽ đó đó thưa với quý vị câu chuyện này long dám tin chắc 100% phần trăm quả đen bay đi không bao giờ trở lại chắc chắn luôn không bao giờ trở lại đó là cái chủ đề thứ nhất rồi đến cái chủ đề thứ hai cái chủ đề thứ hai mà thưa với quý vị ở đây có nhiều nguồn tin cho biết nếu không ai mà có thể nắm được cái thông tin chính xác không ai có thể nắm được cái thông tin mật mà long nhắc lại đây là lần thứ hai đó là nhà lịch sử nha nhà lịch sử đã từng quản lý trong căn nhà này thì nhà lịch sử đã biết tất cả mọi thứ và biết hiểu hết mọi chuyện thì chỉ có nhà lịch sử này mới nắm à nắm luôn cả cán cả lưỡi Thành ra là bây giờ nó thật của quý vị Chứ chả có ai mà biết rành đâu à Thì Trong thời gian vừa qua quý vị thấy không Bọn chúng làm một cái động thái Có nghĩa là mua một chiếc xe <laughs> Rồi trám miệng Nhưng mà đâu dễ đâu Nhà lịch sử này không dễ đâu Trời ơi tụi bay coi tao là con nít à Tụi bay cho kẹo tao là tụi tao, tao im à Đâu có chuyện đơn giản vậy Làm sao có chuyện đơn giản như vậy được Không có đâu Chắc chắn... Rồi đây... À... Rồi đây á... Mày mà không biết điều với... Chú mày ha... À... Thì thôi... Chú mày sẽ khoanh... Hoạch tẹt ra luôn... À... Khui hoạch tẹt ra luôn... Chứ đừng nó ở đó mà nói chuyện... Tào lao nha... Rồi... Đừng có nói chuyện mà mua chuột nha... Đó là cái câu chuyện này... Cũng rất... Là cực kỳ hay quý vị nha... Còn nói đến cái chuyện mà... À, gọi là má bốn máy biết gì đó thôi miễn bàn à, miễn bàn long không bao giờ bàn có nhiều người hỏi về câu chuyện má bốn nhưng mà long không có quan trọng long không có không có đếm xỉa đến chuyện này vì má bốn nó thật với quý vị á trong thời gian vừa rồi đây đó, long thấy đó, càng ngày má bốn càng hỗn cũng ngang ngửa với đàn con của mình à với cái đám mỏ hỗn đó thành ra là là là, là long không nói đến cái chuyện má bốn nữa à, long không bao giờ long đồng đến À, thành ra bây giờ quý vị có hỏi gì hỏi lòng cũng không bao giờ mà chia sẻ cái chuyện này rồi còn nếu như á nó thật với quý vị á cái người mà quý vị tin tưởng được mà có thể coi như rằng là tìm hiểu được cái câu chuyện đó thực hư như thế nào thì chỉ có nhà lịch sử thôi chứ còn đừng nói má bốn má biết gì trong này nghe má bốn má biết thân dẹp đi không tin tưởng được đâu À, không bao giờ tin tưởng được, chẳng qua người ta cũng làm đề tài uh, để người ta câu view, câu like chơi thôi chứ người ta chả có có nói thật thà gì đâu thành ra là thưa với quý vị đừng bao giờ tin, còn cái tin được là tin á, tin nhà lịch sử nha, nhà lịch sử là nhà lịch sử ta nắm từ đầu đến đuôi nha, ta nắm coi như lịch sử rất là là giỏi nha, không có ai qua mặt được nha. Thành ra là nhà lịch sử là phải đó là chính là người mà mình đáng tin cậy nhất á, quý vị. Rồi, đó là thông tin thứ hai. Và thông tin thứ ba nữa thì thưa với quý vị, cái thông tin này cũng rất là giá trị nè. Thông tin này rất là giá trị nè. Nghe nói đâu nghe nói đâu bây giờ nói đến cái chơi này cái tự nhiên long nghe muốn long muốn thở ra nghe nó mệt ngang à vì sao nhiều người đang mệt nhiều người đang mệt là pháp lý không vững vàng thành ra bây giờ chuẩn bị đến ngày ra tòa thì cảm thấy trong lòng sao xuyến xuyến sao thành ra đang bồi hồi đang ngập ngậm ngùi và thậm chí đang cây như rằng là lo lắng à nó thật của quý vị bây giờ đang lo lắng xúc xúc vó chứ không phải đơn giản à, thưa quý vị là vậy vì sao là vì cái câu chuyện này không đơn giản giống như là nghĩa rằng là có nhiều người nói, ô bây giờ sang tên rồi khỏe rồi không phải đâu không đơn giản như vậy dù có sang tên 10 lần sang tên 10 người cũng cũng móc ra như thường thành ra là cái chuyện đó nhưng mà thôi bây giờ long không đã nói rồi cái câu chuyện long không quan tâm bây giờ ai làm gì thì làm À, ai nói gì nói không quan tâm đến chuyện này à, mình quan tâm là quan tâm cái con quà đen á tôi nói bây giờ con quà đen đó mà biến khỏi à, đất sài gòn biến khỏi đoàn thời điểm là tất nhiên là im hết tôi danh dự quý vị luôn không ai nói tiếng nào nữa hết à, nếu như quà đen bay đi cái không trở lại không ai nói nữa hết bảo đảm luôn tôi cũng dẹp luôn tôi không bao giờ tôi nói nếu quà đen bay đi tôi không bao giờ tôi nói đến cái đề tài này nữa Tôi thề danh dự với đại gia đình mình Tôi ghét nhất là con quả đen này Và tôi bực nhất là con quả đen này Nó cũng bàn tay lông lá của nó Nó chỉ đạo nó đưa tôi lên trên mạng Bao nhiêu người đưa lên trên mạng để nó bem Thành ra cái con này á là tôi nói thật quý vị rằng là Tôi cây cứu nó Thành ra là nó mà chừng nào nó biến khỏi đất Sài Gòn này Là tôi không bao giờ tôi nói đến đề tài này nữa à, Thưa với quý vị là vậy thành ra câu chuyện à, bản tin muộn của buổi tối hôm nay thì long muốn chia sẻ cho đại gia đình chúng ta qua nhiều cái thông tin như thế à, và long cũng à, tạm dừng à, video tại đây à, và cũng không quên cầu chúc đại gia đình có một giấc ngủ thật bình an rồi long xin à, chào quý vị nha và xin à, hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo xin kính chào